Tôi tuần vừa qua rất là vui mừng, có nhiều điều vui ở trong đời sống của chúng tôi. Và muốn chia sẻ với lại quý ông bà anh chị em, nhưng mà tôi muốn để dành cho quý vị. Trong tuần quý ông bà anh chị em có ai có niềm vui nào muốn bước lên đây chia sẻ làm chứng với Hội Thánh sáng ngày hôm nay không? Dạ, mời cô Lan Hương. Alo. Dạ, con muốn xin cảm tạ ơn Chúa vì tuần qua Chúa cho con được đi đến Birmingham được dự lễ đám hỏi của con gái lớn của ông bà mục sư Hòa Đoàn, mục sư Hòa với Linh Đoàn. Thì cái lễ đám hỏi rất là được ơn của Chúa là được ông mục sư Trí hướng dẫn lễ thì rất là vui. Và qua ngày hôm sau thì con cũng được đến Hội Thánh, được thờ phượng với Hội Thánh tại Hội Thánh Birmingham. Thì cảm tạ ơn Chúa là mặc dù Chúa cho cúp điện, nhưng mà cái buổi thờ phượng diễn ra thật là tốt đẹp, đầy ơn của Chúa. Thì buổi lễ đó được thờ phượng, được nghe lắng nghe tiếng Chúa, rất là được ơn. Và những con cái tất cả từ Hội Thánh khác cũng có đến để thờ phượng chung với nhau, thì con rất là thấy được ơn phước của Chúa ban cho tất cả. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Lan Hương. Quý ông bà chị em khác. Một cái niềm vui mà tôi muốn chia sẻ, muốn để dành cho quý ông bà chị em nghe là tôi có nói chuyện với lại anh Hà, chồng của chị Hạnh. Tại vì nhiều năm tháng qua thì chị Hạnh trung tín hầu việc Chúa, dâng lời để ca hát tôn vinh Chúa trong ban hát. Và tôi cũng khuyến khích chị tập luyện thêm để có thể đơn ca, hợp ca ở trong Hội Thánh, góp phần vào trong chương trình thờ phượng. Và tôi nói chuyện với lại anh Hà, chồng của chị, rất là vui. Và nhờ anh khuyến khích, giúp đỡ và yểm trợ và tập cho chị ở nhà để chị có thể vững niềm tin, vững lòng và hầu việc Chúa. Thành ra tôi rất là vui có thêm người tham gia vào trong công việc của Hội Thánh, và nhất là thăm viếng được những người ít có cơ hội đến Hội Thánh của chúng ta. Thành ra rất là vui mừng được nói chuyện với lại anh Hà và chúc mừng cho chị hết. Hôm nay chúng ta cũng có hai người khách, hai gia đình đến thăm viếng Hội Thánh của chúng ta. Hôm trước thì đang khi anh Tường và ông Chệt đang làm việc ở trong Hội Thánh thì quý ông bà Thái và Hùng có đến thăm viếng Hội Thánh. Ông Hùng thì có người con trai là mục sư của Hội Thánh Mỹ và đã di chuyển qua Tennessee nhiều thời gian trước để làm việc. Ông bà ở bên Katy, tương đối hơi xa với Hội Thánh của chúng ta. Tuy nhiên người anh của ông là ông Thái thì ở gần Hội Thánh của chúng ta. Ông nói chuyện với tôi rằng là đi chỉ có 5 phút mà tới mà thôi. Thế nên xin kính mời quý vị đứng lên để Hội Thánh được đón tiếp. Hy vọng rằng buổi lễ ngày hôm nay sẽ là một niềm vui cho quý vị, và quý vị cũng vui thích trở lại thờ phượng chung với chúng tôi trong những thời gian sắp tới. Hội Thánh sau khi thờ phượng xong thì có bữa ăn thông công có do chị Nga đảm trách. Thành ra xin kính mời quý vị dành thời giờ ở lại để dùng bữa thông công với chúng ta, mọi người trong Hội Thánh, rồi mình có dịp hàn huyên thêm với nhau. Giờ này xin kính mời Hội Thánh chuẩn bị để chúng ta thờ phượng Chúa. Xin kính mời cô Lan Hương hướng dẫn. Con kính chào quý ông bà mục sư, quý con cái Chúa của Hội Thánh.
Xin mời ban hát dẫn chúng ta chuẩn bị. Kính hội thánh, cuộc đời trên đất thật ngắn ngủi. Chúa cho tôi và quý vị sống mỗi ngày để nghe và nhìn thấy những việc lớn mà Chúa đã làm. Đó cũng là những ân điển lạ lùng mà Chúa muốn tất cả chúng ta đếm và dâng lời chúc tụng, cũng như biết ơn Chúa và thành thật sống phục vụ Chúa để rao báo tin lành của cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì những ân điển lớn lao của Chúa đã ban cho chúng ta. Xin mời hội thánh cùng đứng lên, cùng tôi ngợi khen Chúa thánh ca ơn lạ lùng. Chúng con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương bao la của Ngài. Chúng con sinh ra, lớn lên, đã từng sống phạm tội cùng Chúa. Những ơn điển lạ lùng của Ngài đã vẫn thương xót chúng con. Mặc dù chúng con còn đang ngục lệnh ở trong tội lỗi, Chúa đã ban con một của Ngài xuống thế gian để chịu chết và cứu rỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa không những đã kêu gọi chúng con là con cái Chúa, mà còn kêu gọi nhiều người chúng con vào trong chức vụ để hầu việc Ngài. Và giờ này đây, sáng Chúa nhật đầu tuần, chúng con đến nhà thờ của Chúa để cùng thờ phượng Chúa, để cùng ca ngợi Ngài, để cùng hát ngợi, khen những ân điển mà Chúa đã ban trên đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa thăm viếng tất cả quý ông bà anh chị em chúng con để đang khi chúng con ca ngợi thờ phượng Chúa, chúng con nhận rõ được Chúa đang hiện diện ở trong đời sống của chúng con.
Chúng con nhận rõ được Chúa đang hiện diện ở trong phòng nhóm này để chúng con cung kính thờ phượng Chúa, đến với Chúa với tấm lòng đau thương thống hối ăn năn những tội lỗi của chúng con. Và nài xin Chúa nâng đỡ chúng con, cất nhắc chúng con lên để chúng con hầu việc Ngài cách mạnh mẽ, để chúng con có thể chia sẻ ánh sáng của Chúa cho đồng bào của chúng con, vì chúng con biết rằng nhiều người vẫn còn chưa biết Chúa, chưa thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa ở trong tâm hồn của tất cả các anh chị em chúng con luôn luôn nhớ đến Đức Thánh Linh ngự trị ở trong đời sống của chúng con, để có một đời sống phải lẽ đẹp lòng Ngài, sẵn sàng có thể dùng đời sống của chúng con mà làm chứng cho Chúa, để nhiều người biết về Chúa và thờ phượng Ngài, được cứu ngày Chúa trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ngự trị và ban ơn phước cho buổi lễ thờ phượng buổi sáng ngày hôm nay của chúng con. Chúng con đồng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh cùng ngồi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Thành tín, cảm tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng thành tín, Chúa luôn giữ lời hứa của mình không bao giờ thay đổi. Chúa cũng bảo vệ giữ gìn chúng ta được mọi sự bình an luôn. Cảm tạ ơn Chúa, xin mời hội thánh cùng tôi ngợi khen Chúa, thánh ca thành Chúa, thánh Chúa thành tín. Yêu thương ôi lòng thành tín Chúa rất lớn hay, không bóng biên thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi đức yêu thương vô cùng rộng dài, thật xưa đã có hôm nay mai sau còn hoài. Thành Chúa thành tín dù nào, Thánh Chúa thành tín biết bao, Ngài thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn sao. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dâng dường nào, lòng thánh tín Chúa trên tôi trông lớn làm sao. Thu đông xuân qua hạ lại đến tám tiếng vàng, giáng búa trên không tin nhận quyền luân chuyển mãi, toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại, về thành tín lớn hoan nhận yêu thương trong Ngài. Thánh Chúa thành tín xưa nào, Thánh Chúa thành tín biết bao, ngày thêm tươi mới lòng điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dâng dường nào, lòng thành tín Chúa trên tôi trông lớn làm sao. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các trần trời, thành tín Ngài đến tận các mây. Thiên nhiên 36:5. Tôi được xa hương mãi cứu ơn, cha chỉ nhân luôn thiên diện giải quyền đưa ra. Ngày nay sáng mai suốt tương lai hy vọng tràn ngập, hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Thánh Chúa thành tín xưa nào, Thánh Chúa thành tín biết bao,
lòng tôi cảm thấy hơn sao. Yêu tôi như yêu Chúa ban cho dư dật sương nào. Lòng thân tin Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrews đoạn 11 câu 6. Xin mời hội thánh cùng tôi ngợi khen Chúa thánh ca. Tôi biết đấng tôi tin. Thank you.
chuyên tâm lo việc thân thiện. Ngày ban chân con quyên hiến lại, đi đây đó chân con hiến lại. Lấy dòng con xin cũng hiến dâng, luôn luôn tán đi dân dân thần, cho nơi con quyên cung hiến để chuyên tâm lo việc thân thiện. Dạ, kính xin mời hội thánh cùng đứng lên cùng với ban cầu nguyện dân hiến. Xin mời ban nhân hiến. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa đã giúp chúng con đến đây và có sự thờ phượng bằng sự dâng hiến. Xin Chúa giúp cho chúng con có thể dâng hiến trọn cuộc đời của chúng con cho Ngài, để Ngài hướng dẫn chúng con, để chúng con đi không sai bước và chúng con làm được những điều tốt đẹp cho gia đình chúng con, cho xã hội chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con giao mọi hoàn cảnh của chúng con và số tiền dân này ở trong tay của Ngài, để cho sự sử dụng được tốt đẹp trong nhà Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi. Xin mời cô Nga Nguyễn lên đọc Kinh Thánh đối đáp trong Roma đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Dạ, kính chào quý bà mục sư, kính chào hội thánh. Dạ, xin kính mời hội thánh cùng tôi đọc Kinh Thánh đối đáp trong Roma đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự bầu trời đều có định kỳ của nó. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn. Nghị lực sinh ra hy vọng. Và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời luôn đổ vào lòng chúng ta bởi đức tin, bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Thật khó có ai chịu chết thay một người công chính. Hỏa hoảng lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời, bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Dạ, xin kính mời hội thánh cùng tôi đọc câu gốc chủ đề của mục sư chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay. Roma 5 câu 8. Như Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân,
thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Dạ, dạ sao cảm ơn Hội Thánh. Dạ sau đây là giảng luận của mục sư Bùi Thế Hiền. Dạ kính mời ông. Have the outline in the programs in both English and Vietnamese. Today, I probably will not have much time to speak in English, so I hope that our brother and sister who speak English could follow based on the information display on the PowerPoint. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý vị bị mất đi một cái gì quý giá chưa? Nhiều thứ lắm, phải không? Có tìm lại được không? Mất rồi không tìm lại được, thật là đáng tiếc. Tôi có hai món rất là quý. Món quý nhất đối với tôi là chiếc nhẫn cưới bằng vàng 18 carat mà nhà tôi đã trao cho tôi hơn 40 năm trước. Một món thứ hai là chiếc đồng hồ Omega cũng do bà mục sư tặng hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Đã có lần tôi chia sẻ điều này ở trong hội thánh là tôi để quên chiếc đồng hồ quý giá này trên nhà con gái của chúng tôi. Và khi về đến nhà cả mấy tháng, không có nhớ tới, không có đụng đến nó. Đến lúc muốn, cần, tìm thì tìm hoài không thấy. Lúc đó tôi đã nghĩ là đã bị mất rồi. Chưa biết phải nói sao với bà mục sư. Thế may sao cháu Vân Kim tìm thấy và em gửi lại cho tôi. Thật là mừng rỡ thưa quý ông bà anh chị em. Và từ đó mỗi một lần đi đâu xa tôi cẩn thận cất cái đồng hồ kỹ lưỡng ở nhà, không dám mang theo, sợ bỏ quên rồi mất luôn. Thế mà có lần cũng giấu kỹ lưỡng quá đến độ khi về nhà tìm cả tháng chưa thấy. Thật ra thì chiếc đồng hồ dù có đắt giá đến đâu đi cũng không quý bằng sự sống của một người. Bài thánh ca ơn lạ lùng mà chúng ta tôn vinh với nhau lúc đầu giờ diễn tả tâm trạng của ông John Newton. Ông là người đã nhận được ơn cứu rỗi lạ lùng từ Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương. Ông đã từng bị lạc loài, ông đã từng bị hư mất, nhưng mà Chúa cứu ông về. Với ơn lạ lùng, Đức Chúa Giêsu 2000 năm trước đã chịu chết thay cho ông, đã chịu hư mất để ông được sống. Và John Newton trước kia là một thủy thủ trên một chiếc tàu buôn chở những người nô lệ từ Phi Châu về Anh Quốc. Và sau này thì ông lên đến chức thuyền trưởng của chiếc thuyền chở nô lệ đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời có kế hoạch đặc biệt cho ông. Trong một chuyến đi, chiếc tàu bị bão lớn chìm và Đức Chúa Trời đã đến cứu mạng sống ông John Newton này. Không những là đã cứu mạng sống của ông, sau nhiều năm thì ông tin Chúa và được Chúa kêu gọi dùng
làm mục sư, làm tôi tớ để chân dắt bầy chiên của Ngài. Tạ ơn Chúa, phải không? Nhưng mà không phải tất cả các cơ đốc nhân đều có những kinh nghiệm tin Chúa giống như là ông John Newton. Thế nhưng mà tôi biết chắc rằng tất cả chúng ta đều nhận được ơn điển lạ lùng từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, phải không? Kinh Thánh nói rằng Ngài là vua của những người Ngài cứu. Vì thế nếu mà chúng ta được Chúa cứu thì Chúa là vua của chúng ta. Kinh Thánh nói, ở trong tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã chọn người Ngài cứu rỗi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ nhất câu 4 chép rằng, ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong câu Kinh Thánh này, cũng từ trước khi sáng thế, nói rằng Đức Chúa Trời đã định trước tất cả mọi việc và Ngài đã chọn nhiều người để thay đổi đời sống họ từ chỗ đầy tội lỗi ra chỗ thánh khiết giống như Chúa và được ở cùng Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Thật là ân điển lạ lùng, dù là biết loài người tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương. Chúa vẫn yêu thương nhiều người và mở cơ hội để họ được cứu rỗi. Vấn đề khó khăn là làm sao chúng ta có thể hiểu rằng Chúa chọn người Ngài yêu theo một tiêu chuẩn nào. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là nếu mà mình ân hiền ở lành, chắc là được Chúa thương, được Chúa cứu. Nhiều người khác nói rằng là nếu bây giờ tôi đi nhà thờ thường xuyên học Kinh Thánh, học trường Chúa Nhật và dâng hiến, chắc là được Chúa thương. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói đại khái tương tự như thế. Nhưng mà mình biết như thế này, tất cả mọi người đều phạm tội, tất cả mọi người đều tội lỗi. Quý vị có nhớ trong Kinh Thánh có một lần Chúa dâng nước lụt lên để tiêu diệt toàn thể nhân loại, tại vì Chúa thấy rằng tất cả mọi người đều tội lỗi. Ngài chỉ cứu có một gia đình, ông Noe, 8 người. Chúa chưa sống sót. Làm sao mình có thể giải thích được vì sao Chúa lại giết hết tất cả mọi người mà để cho ông Noe này, gia đình ông Noe này được sống sót? Ông đã làm gì để được Chúa cứu? Mình biết rằng Kinh Thánh nói vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thì ông Noe này cũng giống như là tất cả những người khác cũng đều phạm tội cùng Chúa. Tại sao ông được cứu, nhiều người khác thì lại không? Và đó là câu hỏi khúc mắc cho rất nhiều người chúng ta. Kinh Thánh diễn tả ý Chúa, nhưng mà không giải thích rõ rệt vì sao Ngài lại làm như thế. Vì thế cho nên nhiều người không biết là họ được Chúa yêu thương. Trong Malachi, Chúa nói như thế này, Đức Giê-hô-va phán, ta yêu các con, nhưng các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng con ở đâu? Thấy không? Đức Chúa Trời nói với họ là Chúa yêu họ, mà người ta cứ thắc mắc. Người ta nói rằng là Chúa cho biết bằng chứng đi, Chúa yêu chúng con ở chỗ nào? Tại sao mà con vẫn cứ nghèo, khó, khổ sở, gặp đủ mọi thứ, bất bớ rắc rối trong cuộc sống? Người ta muốn Đức Chúa Trời giải bày tình yêu của Ngài và nguyên cớ vì sao họ được Chúa yêu. Họ đặt câu hỏi với Chúa mà Chúa không trả lời. Ngài lại kể chuyện tổ tiên của họ. Đức Chúa Giê-hô-va phán,
Chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Sách Sáng Thế Ký kể chuyện Ê-sau và Gia-cốp này từ đoạn 25 cho đến đoạn 36. Và khi đọc các đoạn kinh thánh đó, chúng ta chỉ biết rằng Gia-cốp mặc dù gian tham tội lỗi nhưng mà vẫn được Đức Chúa Trời chọn làm dân của Ngài trước người anh, ngoan hơn, tốt hơn là Ê-sau. Thật là khúc mắc, thật là khó hiểu. Tại vì không biết rõ nguyên cớ vì sao Chúa chọn Ngài, người Ngài yêu. Người ta lại càng thắc mắc thêm là, và họ trở nên bị căng thẳng bởi hai điều dường như không thể hòa hợp với nhau. Đó là việc Chúa chọn lựa và sự tự do của loài người. Từ xưa đến nay, các nhà thần học và những triết gia tranh luận với nhau về cái điểm có vẻ mâu thuẫn này. Và thỉnh thoảng tôi có cơ hội nói chuyện với ông Ron, ông cũng nêu ra vấn đề đó. Thật là khó hiểu và khó giải thích. Từ xưa đến nay, người ta luôn luôn thắc mắc về điểm mâu thuẫn này. Nhưng mà sự thật là khi tìm hiểu Kinh Thánh với óc tò mò của con người, họ có thể tìm thấy vài điều khó hiểu, không thể giải thích được. Ngoài cái câu chuyện này ra, còn có một vài cái câu chuyện khác. Thí dụ như là vì sao Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mặc dù là ba Chúa mà lại là một. Nhiều người cứ thắc mắc như vậy, đếm 1, 2, 3 mà bảo là một, thật là khó hiểu. Đó là điều thứ nhất. Hay là câu chuyện khác ở trong Các Vua thứ hai đoạn 6, nói về ông tiên tri Elise và có một người thợ đang chặt cây thì làm rớt cái lưỡi rìu xuống dưới sông. Và ông Elise đó lấy cái khúc cây liệng xuống dưới sông chỗ đó, thì cái rìu bằng sắt đang chìm ở dưới đáy sông nổi lên. Khoa học không tài nào giải thích được cái chuyện như thế. Mà Kinh Thánh cũng không giải thích luôn. Và chỉ nói rằng đó là phép lạ mà thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà chúng ta nói về phép lạ thì chúng ta không thể nào có thể giải thích được. Tại vì nếu mà giải thích được thì là khoa học, là chuyện chúng ta làm không còn là phép lạ nữa. Trong Kinh Thánh có nhiều điều giống như vậy. Và chúng ta chỉ có thể đọc, biết mà tin theo mà thôi. Không thể giải thích được. Thế nhưng mà nhiều chuyện khác, hầu hết tất cả mọi chuyện trong Kinh Thánh đều giải thích được. Thí dụ như sự cứu rỗi của Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giê-xu xuống thế gian để cứu rỗi loài người. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá 2000 năm trước. Và tất cả những ai nhận biết mình từng đã phạm tội, bây giờ ăn năn xưng Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì thay vì họ phải chịu chết về tội lỗi của họ, Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu làm hình phạt cho tội lỗi của họ. Và kết quả là người tin Chúa được kể là vô tội và sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Roma đoạn 10 câu 13 nói rằng vì ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu, bất kể là người đó tội lỗi đến đâu, tội lỗi đầy mình, tội lỗi ha rầm, nhưng mà nếu kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đó là lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta. Và đó là tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự giáng sinh của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vua đời đời đã đến thế gian
Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con một Giáng sinh trong dòng dõi vua David, và Ngài sẽ giải cứu dân Chúa ra khỏi tội, và Chúa Giêsu sẽ làm vua đời đời trên vương quốc của Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng ngày vương quốc đó sắp sửa đến rồi, đã gần kề rồi. Cả ông Giăng Báp Tít và Chúa Giêsu đều kêu gọi tất cả mọi người hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Bằng việc kêu gọi mọi người ăn năn, cả Chúa Giêsu và ông Giăng Báp Tít đều tiết lộ rằng vương quốc mới này đòi hỏi phải có một đời sống mới. Mọi người phải triệt để thay đổi lối sống mới để xứng đáng được nhận vào vương quốc đó. Cái từ vương quốc không phải nói về vị trí và địa lý, nói về quốc gia, mà nói về sự hiện diện và vị trí của một vị vua trong vòng dân sự của vương quốc đó. Vua đó là vua Giêsu. Ngài chính là ngôi hai Đức Chúa Con ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và Ngài đã giáng sinh để làm một người bằng xương, bằng thịt giống như chúng ta, hầu có thể chết thay cho chúng ta mà cứu rỗi nhân loại. Phải là một người mới có thể chết thay cho một người khác. Và ngôi hai Đức Chúa Trời đã giáng sinh để làm người thi hành kế hoạch đó của Đức Chúa Trời. Vào thời Chúa Giêsu giáng sinh thì người Do Thái phải sống dưới nền đô hộ của La Mã. Hầu hết tất cả mọi người, dân chúng đều lầm than một thiểu số lãnh đạo thì chỉ có lợi dụng cái vị thế của họ, có cơ hội làm việc với lại bạo lực thống trị, và chỉ có lo cho chính bản thân của họ hay là gia đình của họ, chứ không nghĩ gì đến người khác. Vì thế, dân chúng mong đợi Đức Chúa Trời ban đấng giải cứu đến cứu rỗi họ. Với người Do Thái, đó là đấng Messia mà chúng ta dịch ở đây. Khi Giăng Báp Tít xuất hiện, nhiều người tưởng rằng ông là đấng Messi đó. Nhưng mà ông chỉ vào Đức Chúa Giêsu đang đi ngang qua đó mà nói rằng người đó mới chính là chiên con của Đức Chúa Trời. Và Luca đoạn 19 câu 10 kể rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có biết ai là kẻ hư mất không? Người hư mất bao gồm hai lớp người. Những người hư mất về thể chất là những người hư, và những người hư mất về tâm linh. Người hư mất về thể chất là người nghèo khổ, bệnh tật, không có nguồn lực để nuôi sống bản thân. Họ bị xã hội ruồng bỏ. Và vào thời Chúa Giêsu đó, rất nhiều người Do Thái nghèo nàn và bị xã hội ruồng bỏ. Những người này thấy Chúa Giêsu giảng dạy ở đâu thì họ tìm đến đó để mà được Chúa cứu độ. Những người bệnh tật đến đó để tìm và nhờ Chúa chữa lành. Những người bị quỷ ám tìm đến Chúa để mà được giải cứu. Nhưng mà Chúa có khi còn dùng
một số ít thực phẩm giống như là 5 cái bánh, 2 con cá để mà nuôi sống biết bao nhiêu người. Người ta không phải là vì đói để mà đi đến theo Chúa Giê-xu, nhưng mà khi mà họ đi theo Chúa Giê-xu, họ đói và Chúa Giê-xu cũng ban thức ăn cho họ. Và đó là những người bị hư mất về thể chất. Còn những người hư mất về tâm linh là những người không biết có Chúa Đức Chúa Trời để mà thờ phượng. Lắm người thì cũng có một chút niềm tin, nhưng mà họ không tin Chúa mà tin tưởng vào những thần khác hoặc là những thần linh mà tự họ tạo ra, hoặc là những thần tượng mà dục vọng của họ chê ở thế gian đã khiến họ noi theo. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến để cứu rỗi tất cả những người đó. Tôi cũng đã từng là một trong số những người bị hư mất đó. Có thể rằng là không hư mất cao độ giống như là ông John Newton, nhưng mà cũng đã hư mất nhiều cách khác và cũng đã được Chúa tìm thấy và đưa vào hội thánh của Ngài. Nguyện xin tất cả quý ông bà anh chị em đều nghĩ như thế, đều thấy như thế. Amen. Vào thời Chúa Giê-xu thì nhiều người không nghĩ như thế. Họ không nghĩ rằng họ là người có tội. Lắm người không nghĩ rằng là họ bị hư mất, mà cứ đổ tội cho Chúa Giê-xu là mạo danh, là phạm thượng, là kẻ chẳng ra gì mà lại cứ nghĩ mình là con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của họ. Vì thế cho nên họ đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Họ đóng đinh Chúa. Và Ngài đã chút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu đã nói rằng mọi sự đã được chọn. Trong câu nói đó, Chúa Giê-xu bày tỏ rằng mục tiêu của Ngài khi giáng sinh làm người đã được chọn. Đó là để mở cơ hội cho loài người chiến thắng được tội lỗi. Quý vị có nhớ ở trong vườn Ê-đen thì Đức Chúa Trời nói với Adam và Eva là không được ăn cái trái cây ở giữa vườn, phải không? Tại vì nếu ăn vào, nếu mà không nghe lời Chúa mà ăn vào, tức là phạm tội cùng Chúa, chắc chắn sẽ phải chết. Thực ra thì họ không chết ngay khi vừa mới ăn vào, và ma quỷ đã dùng cái điều đó để mà cám dỗ họ phạm tội cùng Chúa. Chính vì thế, con rắn mới dùng điều đó cám dỗ bà Eva. Và đúng như lời Đức Chúa Trời đã nói, họ không có được sống đời đời với Chúa nữa, mà phải bị xa cách Ngài, suốt đời bị tội lỗi thống trị. Và rồi đến một lúc nào đó họ phải tắt hơi thở cuối cùng. Và Chúa Giê-xu cũng đã tắt hơi thở cuối cùng để những ai tin Ngài làm cứu Chúa thì sự chết của Chúa sẽ là sinh tế chuộc tội cho họ. Chính Ngài dùng thân xác của Ngài làm sinh tế thay thế. Và Chúa Giê-xu đã trả cái giá rất cao để chuộc tất cả những người tin Ngài ra khỏi vòng thống trị của tội lỗi. Và Chúa Giê-xu đã đem tất cả những người tin Ngài vào hội thánh, biến đổi họ từ những người tội lỗi thành các thánh đồ. Và người theo Chúa thì được gọi là cơ đốc nhân. Bây giờ không còn ngụp lặn trong tội lỗi nữa, mà họ được dạy dỗ, được khuyên nhủ là hãy bỏ lối sống cũ mà mặc lấy lối sống mới. Lối sống có Đức Chúa Giê-xu làm chủ. Lối sống có Đức Thánh Linh ngự trị ở trong lòng để nhắc nhở, thúc giục và thêm sức
cho các thánh đồ có khả năng làm theo được lời Chúa Giêsu. Thập giá của Chúa Giêsu bây giờ trở thành gương mẫu cho tất cả cơ đốc nhân noi theo. Phaolô viết cho chúng ta trong thư thứ nhất cho người Côrintô đoạn 6 câu 20 rằng: vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Và ông John Newton đã biết như thế. Khi ông tin Chúa, ông đã dâng cuộc đời của ông để hầu việc Ngài. Ông biết Chúa Giêsu đã mua chuộc ông bằng một cái giá rất cao, nên ông đã nói theo gương Chúa mà dâng mình hầu việc Đức Chúa Trời. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có biết rằng Chúa Giêsu cũng đã trả cái giá rất cao cho sự sống của quý vị hay không? Nếu có, quý vị có muốn làm theo điều Chúa Giêsu kêu gọi, dạy dỗ hay không? Thập tự giá của Chúa Giêsu trở thành gương mẫu cho con dân của Ngài noi theo. Và Phaolô viết cho các cơ đốc nhân chúng ta những điều để dạy dỗ chúng ta, khuyên nhủ chúng ta, nhắc nhở chúng ta noi theo lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, hết lòng sống trọn vẹn với lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Còn một điều nữa, tất cả quý ông bà anh chị em đều biết rằng sau khi Chúa Giêsu chết, Ngài không ở trong mồ mả lâu ngày, phải không? Sau khi Chúa chết thì Chúa ở trong mồ mả bao nhiêu lâu? 3 ngày. Wow. Thực sự ra nếu mà mình tính cái giờ mà người ta chôn Chúa vào khoảng gần 6 giờ chiều ngày thứ sáu cho đến sáng sớm ngày Chủ nhật đầu tuần Chúa đã ra khỏi mồ mả, thì có lẽ rằng là chưa tới 30 mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà đối với lại người Do Thái thì Chúa bị chôn vào ngày thứ sáu, Chúa ở trong mồ mả ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, và Chúa sống lại ngày Chủ nhật, thế là cả 3 ngày. Đối với người ta đơn giản trọn vẹn nói như thế, Chúa ở trong mồ mả 3 ngày. Nhà vua đã sống lại và sẽ sống đời đời để trị vì vương quốc của Ngài. Tiên tri Esai khi giữ ngôn về Chúa Cứu Thế đã viết như thế này ở trong đoạn 9 câu 5: vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Esai đã báo trước cho tất cả chúng ta rằng Chúa Cứu Thế sẽ làm vua đời đời trên vương quốc của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta thấy rằng thực sự là thập tự giá không chấm dứt sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cung cấp sự cứu rỗi cho loài người, và đây là một sự cứu rỗi vĩnh cửu. Vì thế, sự chết chuộc tội cho loài người của Chúa Cứu Thế không chấm dứt sự cứu rỗi đó. Xin quý vị nhớ lại đêm Chúa Giêsu bị bắt, bị nộp. Đêm hôm đó tại vườn Getsemane, khi mà người ta đến bắt Chúa Giêsu, giải cho các thầy tế lễ, thì những môn đồ của Ngài bỏ chạy, chạy trốn tàn mát khắp nơi. Chỉ có một vài người lén lút đi theo kẻ bắt bớ,
và chứng kiến được việc người ta đã đối xử dã man với Chúa như thế nào. Cả những môn đồ mà trước đó đã khăng khít với Chúa, có những người còn xin với Chúa rằng là khi Ngài được vinh hiển thì cho một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu của Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi thập tự giá xảy ra thì nhiều người buồn bã, chán nản, quay trở về lối sống cũ. Giăng đoạn 21 câu 2 câu 3 kể rằng Simon Phêrô là một trong những môn đồ của Chúa, Thomas gọi là Didim, Nathanael người thành Cana trong miền Galilee, các con trai của Cbede, con trai của Cbede là hai anh em xin được ngồi bên tả và bên hữu Đức Chúa Giêsu khi Ngài vinh hiển đó, và hai môn đồ khác đang họp lại với nhau. Simon Phêrô nói với họ: tôi đi đánh cá. Không những là ông Phêrô nói như thế, mấy người khác đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Thấy không? Mọi người chán nản, quay trở về lối sống cũ. Và quý vị có nhớ rằng khi họ đi đánh cá thì chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, buổi sáng sớm ngày hôm đó không? Cả đêm thả lưới mà không bắt được con cá nào. Rồi Chúa Giê-xu đứng ở trên bờ bảo họ thả lưới bên kia thuyền. Thì kéo lên một mẻ lưới vô tiền khoáng hậu. Ngài cho họ thấy là Chúa đã thực sự sống lại qua cái phép lạ mà trước kia Chúa đã thực hiện với họ. Rồi thêm vào đó, Chúa còn ngồi trước mặt họ, cũng ăn sáng với họ. Không biết là lúc đó có uống cà phê không, nhưng mà chắc chắn là có ăn cá nướng với mọi người, với các môn đồ. Và đó là lúc Chúa Giê-xu phục sinh, hiện ra với các môn đồ của Ngài. Ngài cho họ thấy rằng Chúa thực sự đã sống lại để cho họ có hy vọng. Ban đầu thì Chúa làm phép lạ để họ thấy, họ nhớ lại. Rồi Chúa ngồi xuống gần gũi với họ để cho họ thấy rằng là Chúa thực sự sống lại bằng xương, bằng thịt, cũng đói bụng, cũng ăn uống giống như là họ. Thành ra ai nấy đều tin rằng Chúa thực sự đã sống lại, chứ không phải là bóng ma hiện ra để mà làm gì đối với lại các môn đồ của Ngài. Và đó là cơ hội để khiến cho các môn đồ của Chúa Giê-xu vững tin vào lời của Đức Chúa Trời. Và đó là cơ hội để Chúa Giê-xu phục hồi ông sứ đồ Phêrô, đưa ông trở lại lòng nhiệt huyết ông có trước kia. Quý vị nhớ câu chuyện về ông Phêrô đêm hôm Chúa Giê-xu bị nộp phải không? Phêrô đi theo dặn vào nhà ông thầy cả thượng phẩm để theo dõi cuộc xử án Chúa Giê-xu. Và trong đêm đó, trước khi gà gáy, Phêrô đã không dám xưng nhận là người theo Chúa 3 lần. Luca ghi lại ở trong đoạn 22 câu 61-62 rằng Chúa quay lại nhìn ông. Lúc mà Chúa mà quay lại nhìn ông nhìn ra Chúa và mắt với mắt gặp nhau. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã phán: hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Phêrô đi ra ngoài khóc lóc đắng cay. Quả thực là đêm hôm đó ông Phêrô đã chối Chúa 3 lần. Và vào buổi sáng hôm Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ bên bờ hồ Tiberias đó, Ngài đã phục hồi người môn đồ yêu quý của Ngài. Chúa Giê-xu sống lại
Ngài sống để Ngài phục hồi các môn đồ của Chúa, Ngài thêm sức cho các môn đồ của Ngài. Và Chúa kêu gọi ông hãy chăn chiên của Chúa. Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu sẽ sống mãi mãi. Ngài sẽ làm vua đời đời của bầy chiên của Ngài. Và Chúa muốn tất cả các môn đồ của Chúa, không phải chỉ một mình ông Phê-rơ thôi đâu, Chúa muốn tất cả các môn đồ của Ngài hãy nối tiếp nhau làm chứng cho Chúa, cho những người chưa tin, làm phép báp têm cho họ và dạy dỗ họ tất cả mọi điều mà Chúa đã dạy dỗ các môn đồ của Ngài. Và đó là tất cả những gì Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã cung cấp sự cứu rỗi cho loài người. Từ trước khi sáng thế thì Đức Chúa Trời đã chọn những người để Ngài cứu khỏi sự chết, khỏi hình phạt của tội lỗi. Và Ngài sẽ làm vua đời đời của họ. Chúa đã đến thế gian để thực hiện sự cứu rỗi đó. Và Chúa đã chịu chết trên thập tự giá thay cho loài người để làm công giá chuộc tội cho họ. Và sau khi rút hơi thở cuối cùng để đền tội cho loài người, Chúa đã sống lại và Ngài sẽ làm vua đời đời cho con dân Chúa. Ý định của Đức Chúa Trời là dùng những người tin Chúa để làm chứng về Chúa cho những người chưa tin, để đến ngày cuối cùng nhiều người được cứu. Cho nên nguyện xin Đức Chúa Trời ở cùng tất cả quý ông bà anh chị em, ban cho tất cả chúng ta sự trung tín, sốt sắng noi theo gương Chúa để đem tin lành của Ngài đến cho những người chung quanh chúng ta. Amen. Và kính mời quý vị đứng lên cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi rời rộng của Chúa đã đổ xuống cho loài người chúng con. Trong khi chúng con còn là kẻ có tội, thì Chúa đã ban con một của Ngài xuống thế gian để chịu chết cho chúng con từ 2000 năm trước. Và từ đó, tất cả những ai tin vào điều này và tôn thờ Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình thì sẽ được Chúa tẩy sạch tội lỗi, đem vào hội thánh để chúng con sống một cuộc sống đầy thánh khiết, đầy lòng tin tưởng và tình yêu thương của Chúa, và chúng con có niềm hy vọng sẽ được gặp lại Ngài trong cõi đời đời. Nguyện xin Chúa cho tất cả các anh chị em chúng con, những người đã biết Chúa, nhớ về tình yêu thương của Chúa cho tất cả những người khác mà sẵn sàng chia sẻ về Chúa Giêsu cho những người chung quanh của chúng con, những người thân của chúng con, những người bạn của chúng con, để đến ngày Chúa trở lại, nhiều người được cứu, tất cả chúng con được gặp lại nhau. Chúng con tạ ơn Ngài và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ xin mời hội thánh cùng đứng cùng ngợi khen Chúa, thánh ca tôn vinh chân thần. Và sau đó xin mời mục sư quản nhiệm, mục sư Hiền lên cầu nguyện chúc phước cho hội thánh. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con có một niềm tin vững chắc nơi Chúa Giêsu
cho chúng con có một niềm hy vọng mạnh mẽ và sự trở lại của Ngài, để chúng con sẵn sàng làm chứng cho Chúa từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen. Dạ, sau đây là chúng ta có thời giờ thông công với nhau, rồi xin mời thầy Vĩnh lên cầu nguyện.